Rồi. Chút gối với lại đau chắc lưng không? Dạ, dạ. Ngồi được. Ngồi không được rồi. Đau lưng gì? Đau lưng. Đầu gối thì đau này. À, lưng thần kinh tọa rồi. Hôm nay chiếu gấp gối nha. Sao? Đứng lên ngồi xuống. Bây giờ thấy nó nhẹ hẳn đi á. Nhẹ hẳn đi mà bây giờ nhẹ nhẹ như thế nào? Nhẹ cứ là bớt được đi xuống nó đỡ đau không nè. Rồi. Chứ chống rồi bây giờ cái tay không phải chống đầu gối nữa rồi nên đó. Oh. Bớt rất là nhiều rồi. Mừng quá à. Đấy là chị này lúc chị tới á là cái mặt chị nhăn thấy thương luôn á. Mà tưởng là không có ở lại trụ lại được mấy phút á, mà bây giờ cái mặt chị tươi lắm rồi nào, chị nói sao? Tôi cũng coi trên mạng, tôi một tháng cũng coi trên mạng, tôi mới tìm tới đây, kiểm đây thì ấy làm cái lưng mới vô đây, tôi ngồi tôi đau dữ lắm, mà cô làm chút mà tôi cũng khỏe hết đó. Ừ, chút mà có mấy giây thôi, đúng không? Mà bây giờ nghe ngồi được cả buổi rồi ha. Rồi, cho chàng pháo tay. Rồi, nghe nhẹ hơn không ạ? Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại: 0913 590 502, 0936550900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại: 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.